Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục đi auto matching của mấy người lạ. Và người lạ ở đây thì là ở cái tập trước, như cái tập hôm nọ đấy, mình có auto với bạn này. Thì sau đó thì mình ra thì bạn ấy có mời mình thêm chơi thêm trận nữa. Và mình quyết định là chơi luôn. Và trận này thì mình chỉ đi đua squad với bạn ấy thôi. Lại là bot cam anh em ạ. Quá đông. Anh em thấy không, vừa lấy mình định ở nhà y nhưng mà quá đông rồi. Bởi vì trong nhà y bọn nó nhảy trước hết rồi. Trời ơi, nắp cái X2 vào bắn như quần què vậy anh em. Ở đây đây, bắn kìa. À, roi roi ở trên đấy này. Sao ra một thanh niên. À, vẫn bắn à. Được rồi, bạn cứ ở đấy đi. Mày bắn đồng đội tao này. Nó nốc đồng đội mình anh em ạ. Đậu phộng bạn luôn. Bò vào. Được rồi, để mình cứu. Từ từ. Đây. Trận này thì mình chỉ đua cùng với một bạn này thôi. Đua squad anh em ạ. Trong bot cam rất đông luôn. Căng thẳng đấy. Cũng có gọi là căng thẳng đấy anh em. Đấy, dã nhau kiểu như dã giò vậy. À, sờ mốc rồi à. Bình tĩnh. Bây giờ thì chắc hẳn là hai thanh niên kia được cứu rồi. Mình lốc hai thằng cơ mà. Đây này, mình sẽ mon men xuống để mình có thể xem sáng được không. Có bình nước đây rồi. Bú bình nước đây anh em ạ. Đây, lục cục trong nhà y kìa. Đây, nó lục cục như kiểu là được mùa vậy. Này, tặng bạn quả nết này. Tặng cho bạn trái nết này. Mù chưa? Quả này mù tịt luôn chứ nè. Ui, sao ông kia chạy xa mình thế nhở? Không có nhà y với mình này. Vào đây. Trời ạ. Không có đồng đội. Trận trước thì ông này ăn ý lắm anh em ạ. Toàn chạy theo mình thôi. Không biết là mình chơi tiếp trận thứ hai thì liệu rằng là anh ấy có như trận trước hay không. Ui, bên kia anh ấy cũng dã kinh lắm. Đây, mình sẽ vào nhà y. Một mình vào vậy. Rồi, người lạ của mình lốc được một thằng rồi. Đây, trên này. Đây, đang chạy. À. Nào, chạy đi. Hello mấy anh trai. Hello. Có ở nhà không? Lục cục gần mình lắm rồi. Tiếng. À, bọn này ở trên anh em ạ. Trên nóc. Có thằng trên nóc. Đây, đang chạy. Nóc ơi, gì trên nóc nhiều lắm cô ơi. Ui, người lạ mình mà mình biết, mình nghe là mình biết trên nóc rồi. Nóc nhiều lắm. Ok, tất cả là trên nóc à? Như vậy là tất cả trên nóc anh em ạ. À, có thằng xuống rồi. Xuống nữa rồi, tiếp tục có thằng xuống. Hay cậu ơi. Để mình gạt luôn cho cậu. À, bắn à, nào. Xuống đây mà bắn. Nào. Con hàng nhảy xuống này. Vi à, được. Con hàng nhảy xuống này. Ok. Từ từ. Nào, lại vào. Ra vào luôn này. À, nó chỉ ra ngoài. Nào, bước vào đây. Nào. Bước vào. À, bước vào rồi anh em ạ. Nào. Bước vào đây. Rồi ôi, bước vào đây này. Bác tài đi đâu? Bước vào đây thì chết thôi. Trong này là chỉ có một đường vào chứ không có đường ra. Clear bọn này rồi. Trận này là ông này mở mic anh em ạ. Được thực sự anh em ạ. Ok. Trong đây vẫn còn đông lắm, chưa hết được. Rất đông luôn anh em, lúc mình nhảy xuống là quá đông luôn. Mình sẽ gọi như thế là bom hết. Ủa, cái gì vậy? À, ông này có cái nhái giọng anh em. Enemy rồi. À, đây rồi, mình thấy rồi. Ok. Đã xác nhận vị trí. Nào, thò ra đây. Mình spam đạn cho bạn sợ luôn này. Đừng có mà lao lên. Lao lên là chết đấy cậu. À, nhấp nhô à. Nào, nhấp nhô đi. Bạn này, nhấp nhô à. Có một thanh niên tà áo trắng tung bay đang nhấp nhô à. Nhấp nhô này. Cái tội nhấp nhô này. Đẩy sang cậu ơi. Ui. Thôi xong rồi. Người lạ của mình hẹo mẹ rồi. Bình tĩnh.
cổ từ. À có thằng đẩy sang. Có thằng đẩy sang này, đi đâu? Đẩy hết vào đây. Cho vào một mối luôn anh em ạ, quy vào một mối. Mà không được, mình phải quay lại mình cứu đồng đội mình. Trời ạ. À, ông này đã bầu rồi, đừng thò ra. Khổ ghê. Ngồi im, ngồi im. Mở cửa. Không phải mở cửa, ngồi im. Nhanh. Bên phải vừa nãy mình có thấy một thằng đẩy rồi. À bên trái. Đây rồi. Trước mặt. Rồi, nghe. Nó ở trên này. Cố gắng. Mày bắn này. Tiếp. Ông này lại nốc anh em ạ. Trời ơi. Ông ơi, ông nốc lắm vậy. Thế này thì chết ông ạ. Nhoàng phát lốc tới 3 lần. Nọc cọc này. Đẩy sang mà ngáo như vậy ư. Còn tiếng anh em ạ. Vẫn chưa clear. Quá là đông trong cái cốt cam này. À kia rồi. Thằng này yếu rồi. Thằng này bị đồng đội mình bắn yếu rồi. Bò đi đâu? Đi đâu bây giờ? À, bắn này. Yếu chưa? Cái cậu thích nhoi nhoi ra bắn à? Đây nó sau bức tường này. Nào. Bây giờ thì bạn chạy hộ mình cái. Chạy hộ mình cái nhở. Nào. Thò ra. Ui. Trời ạ. Rơi mỡ xuống đây anh em ạ. Đây mình sẽ vòng lại. Bỏ trong nhà này hết rồi. À chạy à. Chạy đi. Hello bác tài. Đang lọc cọc bên dưới rồi. Bắn này. Nó định bắn đồng đội mình anh em ạ. À đây rồi. Nào. Nó vào nhà. Nào. Vào nhà. Vào nhà này. Úi dồi ôi. Vẫn chưa biết mình nhảy xuống anh em ạ. Ok, như vậy là clear rồi. Hợp lý anh em ạ. Quá hợp lý luôn. Rồi, mình sẽ nút nhanh và đi tìm người tiếp nha. Chạy nãy giờ rồi anh em ạ. Vòng một vòng lên đến resort. À, đây rồi, đi đâu với bác tài? Chạy mà không nhìn này. Nhi à. Nhi nha. Chết đi nha. Đây, chạy nãy giờ rồi. Nhi chạy từ đầu trên. Bạn của Nhi thì chắc chắn là đang chạy cùng song song với mình. Đấy. Vừa nói xong. Chạy cùng mình mà. Vừa mình nhìn thấy rồi anh em ạ. Chạy làm sao thoát được. Tu Bi không tình yêu. Từ dính đã anh em ạ. Cứ phải cổ từ. À đây rồi. Áo trắng này. Tung bay này. Nhảy. Ủa ôi. Mù mắt anh em ơi. Định mệnh. Áo trắng tung bay. Tà áo trắng tung bay anh em ạ. Không được. Mình phải chạy bò đã. Từ. Kiểu gì thì cũng bắt được bạn ấy sớm thôi. Không trước thì sau. Bạn á lại còn nhẻ mình này. Cầm ca. Á nhẻ à. Rồi. Bây giờ thì bạn chạy hộ mình cái. Bạn vừa chọc nhầm người rồi. Bây giờ bạn chỉ cần lướt qua thôi. Nào. Lướt đi. À ha, là cái tội gãy. Tài con này. Kể cả tài bố thì cũng phải chết thôi. Nào. Cứu này. Đây người ta bảo rồi. Đang yên đang lành cắm mảnh sành vào đít. Chạy qua không chạy. Lại khèo này. Trả giá luôn anh em ạ. Cái tội khèo. Bây giờ thì hai thằng đang chửi nhau. Mẹ mày cho mày khèo nó. Để rồi hai thằng phải chết. Ui bây giờ đánh nhau. Tình anh em nó có chắc bền lâu rồi. Cho mình đạn 5 bạn ơi. Đạn 5. Mình hết đạn 5 rồi. Bạn gì ơi. À gạt hộ à. Cho mình xin vài viên đạn 5. Ui ngon 100 viên. Ok đi thôi. Vào bo. Kệ chúng nó. Thế là lãi rồi. Chạy đi. Vào hoàn trong này đi. Kìa kìa, trước mặt có người bắn này. Trước mặt có tiếng súng này. Mình thấy cái hình bản đồ rồi này. Nhưng mà mình chưa thấy nó ở đâu cậu ơi. Cậu bắn ở đâu vậy? Ping đi. Bắn đâu thì ping lên cho mình biết với. Enemies ahead à? Ok cậu ơi. Thế là bọn này ở bên sông anh em ạ. Bên sông, à đây rồi, chạy này. Úi dồi ôi, bơi à.
sao lại giờ này đi bơi nhở? Ủa thanh niên này, cầu không có à, cầu không, cầu có không đi bơi anh em ạ. À rồi à, thò ra bắn rồi, giật hết cả mình anh em ạ. May mình phản xạ nhanh quá đấy, không là hẹo rồi đấy. À đây này, đây này, một cháu luôn ngó này. Ui ui tạp ghế thế. Cứu heo, cứu mình cái đã. Ui giời ơi, ông này vẫn còn không biết anh em ạ, đồng đội nóc vẫn không biết gì. Cứu đã, chết rồi, trên đồi này có tiếng bắn chứ. Hy vọng là đừng bắn em nhá, đừng bắn em anh ơi. Ok, cứu được rồi, ngon. Thế là thằng dưới cầu cầm cầu. Ủa, mình ông này ổn quá anh em ạ, chơi với người lạ mà chúng ta phải coi như thế là phải biết rồi. Lại ngó, tại sao lại cứ nhìn đều mình nhở, tại sao lại cứ nhìn đều, cứ ngó ra nhìn mình thôi anh em ạ. Lại phải ăn viên ca vào đầu, khổ thanh niên đấy thật anh em ạ. Đây này vừa bắn ai, mình biết bạn ở bên này rồi, bạn chạy thế quái nào được. À lại thò ra này, lại ui mình bấm xịt rút bắn chứ. Ok, ông ấy lốc lượt 4 rồi anh em ạ, quay lại cứu chứ không phải hẹn. Nhanh cái gì làm yên trời ạ. Lốc tận lần 4 rồi, chơi bài gì. Đây rồi, vậy là còn hai cháu bên này vẫn chạy anh em ạ. Đâu rồi, đâu ta. À mình nghe tiếng rồi, có thằng tẹp tẹp ở bên dưới. Nào, tẹp tẹp ở bên dưới bơi này. Đây, mình nghe thấy cái tiếng mình biết ngay anh em ạ. Chết rồi, mình ốm quá rồi anh em ạ. Anh em nghe giọng là cũng đủ khác hẳn rồi đúng không? Không sao, vẫn cố bình luận được anh em. Còn một thằng nữa. À ui đằng sau nó bắn kìa cậu ơi, đằng sau có thằng nó ở đâu đấy, lại lây nhây ở chỗ nào rồi. Từ được rồi, mình phải xử nó thằng bên này đã. À bò này một viên. Ơ ủa bọn này nhiều thế nhở, chỉ còn một thằng thôi mà. Ấy là tính ra mình bắn từ lấy 4 thằng, đủ 4 thôi. Bò này, ông ơi, ông phi vào chỗ tôi sao ông lỏng trườn vãi ông. À mình nhìn thấy rồi, chạy đông thêm đằng sau. Ui một cái chỗ này đông quá anh em ơi. Rồi đồng đội mình gạt hậu rồi, hợp lý bạn ơi. Mấy cậu đồng đội mình ồn quá anh em ạ. Anh em cứ bầu mình chơi với người lạ thì mình cũng phải coi như thế là anh em cũng phải thông cảm, tại vì là mic của người ta không phải lúc nào cũng yên ổn như mic của mình được, nên là chơi với người lạ thì chúng mình phải chấp nhận thôi. Thế là bên kia có mấy thằng ta. À, chạy này. Ui nó chui được vào rồi, nó chui được vào trong cái cây rồi. Nào thò ra, bạn chỉ cần nhô ra thôi, mình bẻ mình vộng bấu cái đít của bạn luôn. À, có thằng cò này bơi ở ngoài sông này. Ôi thôi ôi, thế là bạn đen rồi. Rồi một cháu ở đầu này đúng không? À đâu? À, còn một thôi mà. Ủa? À. Ô thế là thằng à, hóa ra là cái thằng đồ cỏ là cái thằng nó ở trong bụi cây anh em ạ. Ok. Thế thì còn một thằng nữa thôi. Top 1 rồi. Game dễ rồi. Nói chung là người lạ của mình, cái ông này khá là hợp kiểu phong cách của mình, cover cực tốt, đẩy cũng gọi là hàng máu các thứ, nên là mình quyết định mới là chơi cùng thêm một trận anh em ạ. Đồng kiếm được những cái người đồng đội như này thì có vẻ là không dễ đâu anh em. Top 1 rồi. Đây rồi, bắn rồi. Ui mình không phải lên rồi anh em ạ. Như vậy là thanh niên này đã giết được thằng còn lại rồi.
top 1 rồi anh em ơi. Ok, và như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu top 1 cùng với cả người lạ nữa. Trận này thì mình chỉ đi đua squad thôi và giành được 18 kill cùng với một thanh niên cũng khá hợp tính của mình. Anh em thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.